Bên tay Hoàng Anh đây là một cây mít ruột đỏ sơ vàng đúng giống. Thì cây mít ruột đỏ sơ vàng nó còn có thêm một cái một cái biểu hiện đặc tính nữa là lá của nó là lá bầu. Đây, lá này là chắc chắn là lá bầu, và con hình dung vô lá bầu là sao, nhìn cái chóp đuôi của nó không có nhọn và nó bằng bằng như thế này gọi là lá bầu. Ok. Bà con thân mến, mít ruột đỏ hiện tại đang là một trong những loại mít có giá trị kinh tế rất là cao, và vì thế bà con chúng ta đang gọi là trồng mít ruột đỏ rất là nhiều. Tuy nhiên, mít ruột đỏ thì để mà nhận dạng nó, bà con chúng ta cần phải có một số các cái kinh nghiệm để bà con chúng ta mua được đúng giống, và đặc biệt làm sao để biết được một cây giống mít ruột đỏ chất lượng. Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willofa, một trong những đơn vị chuyên sản xuất về cây giống có giá trị kinh tế cao và đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho quý bà con chúng ta. Và hiện tại bây giờ Hoàng Anh đang đứng tại siêu thị cây giống Willofa, trụ sở chính ở quốc lộ 57, ấp Tân An, xã Long Thế, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và Hoàng Anh xin phép được thay mặt đội ngũ của mình chia sẻ với bà con chúng ta cách nhận biết một cây mít ruột đỏ sơ vàng đúng giống vàng sao ạ, và cây chất lượng để quý bà con chúng ta đem về chúng ta trồng, chúng ta sẽ thấy là cây nó nhanh phát triển của bà con nhé. Bà con có thể thấy là trên cái mít ruột đỏ này Hoàng Anh đang gọi là dưỡng cho khách để chuẩn bị giao cho khách, tại vì khách này là ở miền ngoài nên là cần có một cái lá nó già để mà giúp cho cái cây của mình nó bớt bị bỏng nắng trong quá trình mà nắng nóng phía sau tập kết như thế này, nên là Hoàng Anh dưỡng cho nó già chút xíu để mà cái lá của nó dày lên đó bà con, còn lá nó hơi mỏng thì khi bà con chúng ta ra ngoài môi trường thì rất là dễ bị táp do nắng. Thì kiểu như mình da mình mỏng mà, thì ra ngoài nắng thì nó dễ bị táp được thôi bà con ha. Vậy thì đây là một cái cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm đúng giống rồi bà con nè. Thì bà con nha, chúng ta sẽ thấy là đây là cái hàng mít ruột đỏ hai cây, đây là hàng mít ruột đỏ hai cây, và Hoàng Anh ghép trên một cái gốc mít này bình thường á là khoảng 8 tháng thì chúng ta đủ tuổi để bứng, nhưng đối với nhà Willofarm để cho cái da nó thuần thục hơn, để cho những cái tế bào ở bên ngoài nó vận chuyển chất dinh dưỡng đồ tốt hơn, thì anh để tầm khoảng 1 năm Hoàng Anh mới bứng. Và dĩ nhiên là khi mà bứng từ cái gốc nền lên thì chắc chắn là sẽ có cây lớn cây nhỏ, thì tại Willofarm thì cũng có phân loại cho quý bà con chúng ta cây mít ruột đỏ hàng lớn hàng nhỏ. Tuy nhiên hàng nhỏ nhất của Willofarm cũng từ phân 2 trở lên, từ phân 2 tới phân rưỡi là bà con nào mà chúng ta yếu vốn á, bà con chúng ta có thể trồng cái loại này được, nhưng mà vẫn sẽ đảm bảo đúng giống cho quý bà con chúng ta nếu bà con chúng ta lấy hàng tại Willofarm. Còn nếu quý bà con chúng ta mà mạnh tiền hơn chút xíu, bà con chúng ta có thể trồng phân rưỡi tới phân 8, thậm chí là từng phân 8 tới 2 phân hoặc là 2 phân ăn lên để chúng ta có được một cây mít thì sao ạ. Cái gốc nó khỏe, tại bà con hình dung nè, nếu bà con sử dụng phân bón của Willofarm mà cái tầng ở trên này nó sẽ phát triển rất là mạnh. Nếu mà chúng ta có một cái gốc khỏe đó, cái gốc bự luôn, thì là nó sẽ đồng thanh đồng thủ với cái phần tàn ở phía trên để giúp cho cây của mình nó không bị gió lung lay, cành trúc la đà nha quý bà con nhé. Thì chúng ta hãy đến đầu tiên với lại việc phân biệt một cái cây mít gọi là sao, nhận biết một cây mít ruột đỏ đúng giống. Rồi, trên tay Hoàng Anh đây là một cây mít ruột đỏ sơ vàng đúng giống. Thì cây mít ruột đỏ sơ vàng nó còn có thêm một cái một cái biểu hiện đặc tính nữa là lá của nó là lá bầu. Đây, lá này là chắc chắn là lá bầu, và con hình dung vô lá bầu là sao, nhìn cái chóp đuôi của nó không có nhọn và nó bằng bằng như thế này gọi là lá bầu. Ok chưa? Đây, những cái lá con phía dưới này cũng bầu luôn. Những cái lá con này cũng bầu, nhưng cái thằng này nó hơi nhọn này nha. Thằng này nó hơi nhọn, để Hoàng Anh phân tích cho bà con chúng ta xem trước những cái lá nó bầu trước đi, rồi sau đó Hoàng Anh sẽ quay qua những cái lá nhọn cho bà con chúng ta thấy. À, nó không nhất thiết 10-10 là phải bầu hết đâu nha quý bà con nha. Không nhất thiết 10-10 là phải bầu hết. Đây, 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 đó, bà con thấy ha. Đó, thấy chưa? À, rõ ràng không? Rõ ràng chưa? Và đây là mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu. Để kế bên một cái bạn mít thái siêu sớm thì bà con chúng ta sẽ thấy mít thái siêu sớm cái chóp nó nhọn hơn. Đây, mít thái siêu sớm nào, bà con chúng ta sẽ thấy cái chóp siêu sớm nó nhọn hơn. Cái phần đích này nè, cái phần đích lá này nè, cái phần chóp lá này nè, nó nhọn hơn, bà con thấy rõ ha. Rồi, tiếp theo sau nữa anh Hồng ơi. Tiếp theo sau nữa anh Hồng ơi. À, đây nè bà con nè. Thì rõ ràng là sao, cái phần chóp này là phần chóp nó hơi nhọn nhọn thôi nè bà con thấy không? Dạ, đó, bà con thấy rõ không? Đó, để bà con chúng ta có thể hình dung được là gì, cái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm lá bầu á là nó sẽ làm sao bà con? Nó sẽ rất là gọi là lá nó sẽ bầu. À, có cái cây nào hơi đặc biệt thằng anh sẽ hướng dẫn quý bà con chúng ta luôn. Đây là cái tược bo ghép vô và đây là cái tược rừng lên. Vậy các bạn do sản xuất nhiều quá nên là chúng ta không có thấy được đây là cái tược rừng. Cái mít ruột đỏ, cái mít mà tược rừng á là bà con chúng ta sẽ thấy nó hơi có lông lông, lá nó hơi nhăn nhăn, bự bự vậy.
đó, mà con thấy không, lá nhăn nhăn hơi bự bự vậy. Thì đây là cái tược rừng chúng ta phải lại bỏ đi. Còn cái bo chính thống của nó là ngay chỗ cái mắt ghép vô vậy nè, ngay chỗ cái mắt ghép vô vậy, bà con thấy là có cái sợi dây ru băng trắng chúng ta bao qua vậy. Và cái lá của nó là lá nó sẽ chót chót thôi. Vậy sao trên đám này của anh nó lại có mấy cái lá mà chót hơi nhọn nhọn vô anh? Dạ đúng rồi anh ơi, tại vì á khi mà Hằng Anh bóc cái mít ruột đỏ ra và Hằng Anh xả nắng sớm thì cái lá của nó sẽ giống như là thả nó ra ngoài môi trường bình thường luôn, thì cái lá của nó sẽ chuyển qua cái lá bầu nhanh hơn, cái chót của nó sẽ tự nó điều chỉnh cơ thể của nó để chuyển thành cái lá bầu. Còn đối với những cái cây mà để trong mát nhiều thì cái chót lá của nó sẽ nhọn hơn. Các bà con chúng ta có thể thấy là nguyên cái vàng này thì lá nó sẽ chót nó sẽ bầu nhiều hơn. Còn có những cây mít mà bà con chúng ta thấy để trong mát thì chót nó sẽ hơi nhọn nhọn. Cái thằng này là cũng gọi là bầu rồi nè. Thằng anh thì không có để mít ở trong mát nên là lại không có cái cây nào lá hơi nhọn gửi cho quý bà con chúng ta. Bên chi nhánh thì có một số lô cũng để trong mát thì nó sẽ dễ thấy hơn. Còn ở đây thì đây là cái lá này nó cũng hơi nhọn nhọn nè. Lá này là cũng dạng hơi nhọn nhọn nè. Bà con chúng ta nói ý sao kỳ vậy quan, sao thấy nè nó mít ruột đỏ lá bầu indo gì mà sao mà lá nó hơi nhọn nhọn. Dạ cũng tùy theo thì sao ạ, tùy theo là có xả nắng sớm hay không nữa như quý bà con nha. Cây mà xả nắng trễ thì chót lá của mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu nó sẽ hơi nhọn chút xíu, nhưng khi nó ra ngoài môi trường nắng nóng rồi thì nó sẽ bắt đầu nó điều chỉnh cái lá của nó để nó bầu trở lại. Nên bà con chúng ta hãy yên tâm về phần này giúp giùm Hoàng Anh nhé. Vậy thì cách để chúng ta nhận biết một cây mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu là gì? Cái chót lá của nó sẽ bầu nhiều hơn trên cùng một cây. Và sao ạ? Và cái lá của nó khi chúng ta sờ vào chúng ta sẽ cảm thấy được cái độ dày của nó. Nó dày và nó không có nhám tay, nó không hề có một cái gì, và còn nó không hề có một cái lông lá gì ở trên này hết. Cái bo của nó, cái thân cành cái này nó sẽ tạo thành thân chính nè. Và con sờ vào con thấy cũng cảm thấy cái sự trơn tru, nó không hề có cái gì, nó không hề có cái gai nhám nhám gì ở trên này cả. Ok chưa? Rồi và con thấy rõ ràng ha, đây là cách nhận biết một cái lá mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu đúng giống. Coi về phần cây giống thì sao? Cây giống thì sao Quỳnh ơi? Cây giống thì chúng ta phải nói về cấu tạo của cây giống mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu. Đây bà con thấy cây giống mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu nó sẽ gồm là hai phần. Một phần là cái gốc mít thật sinh, một phần là cái bo mít ruột đỏ sơ vàng su sớm. Thì cái bo mít này nó sẽ quyết định là nó sẽ ra trái gì. Cái bo này thì nó ra cái mít ruột đỏ sơ vàng su sớm nè. Còn cái gốc này thì ai cũng trồng từ cái mít hào hết. Mít hột thì nó có mít lá bàng, nó có mít ướt, nó có mít ruột đỏ, nó có mít thái luôn. Thì chúng ta sẽ trồng xuống và chúng ta sẽ đợi đủ ngày đủ tháng để chúng ta bứng cái cây này lên. Đối với Quỳnh thì nãy đầu video Hoàng Anh có nói rồi đó, nó làm là 8, bình thường người ta là 8 tháng, còn anh là 1 năm, tức là 12 tháng Hoàng Anh mới bứng lên để cho da ở bên ngoài nó thuần thục. Vì vậy là khi bà con chúng ta trồng cây mít ruột đỏ sơ vàng su sớm của Willow Farm, bà con chúng ta sẽ thấy là sao ạ? Là nó sẽ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, sung hơn và tạo tàn tạo tán tốt hơn so với những cái đơn vị khác là như thế. Rồi, thì bây giờ đối với cái gốc mít này để mà lựa chọn một cây mít ruột đỏ sơ vàng chất lượng, bà con chúng ta cứ lấy cho Hoàng Anh là cái mít nó thẳng, da nó như thế này, tức là về cái độ già của cái cây thì chắc là bà con chúng ta phải quan sát bằng mắt thường và cảm nhận bằng cái đòn bàn tay của mình thôi. Tại vì cây mít mới trồng có 1 năm thì da của nó cũng vừa phải thôi, chứ nó cũng không phải quá dày. Nhìn cái da nó phải đủ già chứ đừng có phải da tơ thì bà con cũng biết rồi là nó sẽ vận chuyển chất dinh dưỡng nó không được tốt ha. Rồi cây thì thẳng thớm, cong thì có cong nhẹ thôi chứ đừng cong hiểu bằng sai, uống lượng lắc rồi này kia không chơi nha. Rồi cây thì không bị nứt thân, không bị xì mũ. Nứt thân xì mũ là sao? Nứt thân là nó có một cái vết nứt ngày nó có ướt. Thì cái đó là không trồng được. Còn cũng có một vài cây mít mà hồi xưa là bị do là khi mà trồng cây mít thực sinh xuống á, rồi bắt đầu á có cỏ đồ này kia, khi cây lớn rồi có thể người ta sẽ phát cỏ bằng cái lưỡi cắt, hoặc là người ta lấy cái dao người ta mần cỏ đó, thì đôi khi cái dao đó nó lại cắt khứa nhẹ vào trong cái da của cây mít thực sinh, và cái đó thì cây nó mạnh, nó vẫn liền lại. Thì cái vết sẹo mà liền đó thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được, vẫn có thể trồng cây mít đó được. Nhưng mà nếu mà dễ vết mà nứt thân và nó có kèm theo cái lỗ hở hoặc nó kèm theo cái ướt là bà con chúng ta đừng nên chọn cây mít đó nha. Rồi đó là về cái gốc. Rồi cái bo, ngay chỗ cái phần ghép của cái bo này bà con chúng ta phải sao ạ? Cái bo của nó phải ôm sát vô. Cái này đến từ đội ngũ kỹ thuật làng nghề nè, ôm sát cái bo vô chứ đừng có hở cái bo ra sao cái sự liên kết nó không tốt nữa, sau này ra ngoài môi trường gió bão nó lung lai cành trúc la đà là nó tét cái bo ra nữa thì mất công của mình trồng nó nhiều hơn cái tiền mua cây giống với bà con nha. Rồi ba điểm tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo cái phần bo này
Thứ nhất là phải chọn đúng giống những đầu video Hoàng Anh đã chia sẻ. Thứ hai là gì? Thứ hai là cái lá nó phải không có bị sâu bệnh hại, không có bị vàng lá là chúng ta chọn là ok. Thêm một chi tiết cho nước phần bo nữa là tược đọt nó phải phát triển mạnh như thế này. Đây gọi là tim đèn của cái cây. Thì cái tim đèn này nó phải đang búp như vậy, nó phải mở như này. Có nhiều quý bà con chúng ta sao ạ? Chọn cái cây mít mà Hoàng Anh nói là cái đọt nó bị điếc. Ủa, cái đọt bị điếc là sao? Giống như người mình điếc không? Nó không phải. Cái đọt bị điếc là cái chỗ này nè, nó bị đen lại. Cái đọt á nó bị đen lại bà con, nó đen lại và nó giống nhỏ giống như cái đầu chân nhang hoặc lớn hơn cái đầu chân nhang chút xíu, và nó bị đen lại, đang sậm lại. Gọi là cái đọt bị điếc đó là bà con chúng ta sẽ dễ nhìn thấy trong quá trình mình làm bông, mình cho chặn đứng đọt á. Còn trong quá trình sinh trưởng, cây đang sinh trưởng vậy mà để cho đọt điếc gần sau cây lớn, chúng ta sẽ phải dùng rất là nhiều các cái loại phân bón khác nhau để mà kích thích cho cái đọt ra, nó xì ra, nó bung ra trở lại. Thì như vậy là tốn tiền với bà con, tốn thời gian với bà con chúng ta. Vì thế là khi mà Hoàng Anh làm những cái video mà chia sẻ về cách lựa chọn cây giống, Hoàng Anh luôn luôn cố gắng là diễn tả từng chi tiết một để quý bà con chúng ta làm mua đúng giống, và phải là mua cây giống được chất lượng nữa. Chứ mua cây giống không chất lượng về, bà con chúng ta lại phải tốn tiền mua phân bón, rất là tội nghiệp cho quý bà con chúng ta, tốn tùm lum tùm la hết nha bà con. Ok ý nha. Rồi có mấy anh 66 ghé thăm. Đó, cây giống chất lượng vậy là bà con nhìn nè, cái bo, cái đầu bo, cái đỉnh bo nè, đó nó mở ra luôn, nó đang búp mà nó mở ra luôn. Mấy cái đây cũng vậy nè, đây bà con thấy nè, cái này nó đang chuẩn bị nó nở ra rồi nè ha, chuẩn bị nó sẽ bự ra, nó nở ra. Còn này nó nở luôn rồi nè, nó đang gọi là cái búp này, nó đang là búp măng non như vậy, nó sẽ sinh trưởng phát triển rất là nhanh, nó sẽ mở ra rất là ok để giúp cho cây mình sinh trưởng phát triển tốt. Ok nha, đó là cách để chúng ta lựa chọn một cây giống mít ruột đỏ sôi vàng siêu sớm, vừa đúng giống và vừa chất lượng để giúp cho cái cây của mình phát triển nhanh, phát triển mạnh, sớm ngày đem qua kết quả. Và Willow Farm thì có cái dịch vụ là giao hàng tận nơi cho quý bà con. Nếu quý bà con có thời gian, bà con chúng ta có thể di chuyển đến với Willow Farm bằng xe máy, xe ô tô hoặc xe tải gì đó. Hoàng Anh rất là vui mừng khi được đón tiếp quý bà con chúng ta ở đây. Và bà con chúng ta không có thời gian đi hoặc là khoảng cách địa lý của chúng ta hay xa nhau, thì bà con chúng ta yên tâm là Willow Farm có dịch vụ vận chuyển hàng tận nơi. Bà con mua lẻ một cây cũng được, bà con mua 10 cây, 20 cây, 100 cây, 1.000 cây, 2.000 cây, 3.000 cây cũng được. Là Willow Farm đều giao hàng tới quý bà con chúng ta được hết trên khắp mọi miền tổ quốc. Thì Hoàng Anh sẽ tìm cái phương thức vận chuyển cho phù hợp để có thể gửi hàng quý bà con chúng ta thôi. Chắc không chỉ dừng lại ở đó, Willow Farm còn có dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho quý bà con chúng ta, liên kết đầu ra cho quý bà con chúng ta. Nhưng Hoàng Anh dùng từ liên kết tức là Hoàng Anh không có thu mua, Hoàng Anh sẽ kết nối với những cái nhà thương lái, người ta có uy tín, người ta có uy tín ở trong cái việc mà mua bán về cái cây đó, để mà kết nối với bà con chúng ta để có thể là giúp quý bà con chúng ta tiêu thụ đầu ra. Còn anh sẽ đảm nhận là cây giống nè, hỗ trợ kỹ thuật nè, và hỗ trợ làm bông làm trái phục hồi cho quý bà con chúng ta. Và nếu quý bà con chúng ta tham khảo nhiều cái video của Willow Farm thì bà con chúng ta sẽ thấy Hoàng Anh rất là hiểu rõ, anh em của Willow Farm rất là hiểu rõ về đặc tính của cây mít ruột đỏ sôi vàng siêu sớm. Nhưng quý bà con chúng ta đến với Willow Farm không chỉ là cây giống, mà nó còn là cả một cái sự an tâm, cả một cái sự trọn đời về cái cách chăm sóc của cái cây nữa quý bà con nha. Cái cây là một chuyện, chăm sóc là một đường dài. Đất đó nó có phù hợp hay không rất là quan trọng. Vì thế là Hoàng Anh sẽ tư vấn rất là kỹ với quý bà con chúng ta ngay từ đầu nha bà con nha. Nhớ dùm Hoàng Anh là Willow Farm có dịch vụ giao hàng trọn đời và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trọn đời cho quý bà con chúng ta. Bà con chúng ta có thể liên hệ với bà con chúng người của Willow Farm, liên hệ với Willow Farm từ 7:30 sáng tới 9 giờ tối mỗi ngày. À, thậm chí là Tết Hoàng Anh vẫn có các anh em hỗ trợ để trực Tết luôn quý bà con nhé. Cảm ơn quý bà con một lần nữa. Và đây là siêu thị cây giống Willow Farm, bà con nhớ nha, đây là logo Willow Farm. Rất là nhiều đơn vị người ta đã giả mạo Willow Farm bằng cách lấy tên siêu thị cây giống hoặc lấy tên Willow Farm. Nhưng nhớ giúp Hoàng Anh là bản hiệu của Willow Farm là có chữ R là real ở trên đó, tức là thương hiệu này đã được bảo hộ. Rất là mong là các anh chị cũng đừng có lấy thương hiệu này, bà con bên cục sở hữu trí tuệ người ta liên hệ với mình mất công nhé. Cảm ơn quý bà con một lần nữa và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo.